Ok, xin chào tất cả mọi người và báo học trò, và mình là Hiếu thứ hai. Let's go. Thì mình có rất là nhiều kỷ niệm đối với báo học trò, và có một điều mình chắc chắn luôn là ai cũng đã từng một lần ở trong giờ học đọc báo học trò, đúng không? Bởi vì mình cũng y chang như vậy á. Nên là nhân dịp sinh nhật cũng như là kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số báo đầu tiên của báo học trò, thì mình muốn chúc là báo học trò sẽ càng ngày sáng tạo hơn nữa, càng ngày phát triển và lớn mạnh hơn nữa, và đặc biệt là sẽ tạo ra thật nhiều cái cảm hứng, tạo ra là thật nhiều kỷ niệm đối với lứa trẻ sau này, cũng giống như là báo học trò đã từng làm với mình và rất là nhiều bạn bè của mình nữa. Nên là Happy 30th anniversary. Let's go. Thank you.